Bởi vì sao? Bởi vì cái video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách vệ sinh một chiếc quạt. Thì khi mà các bạn sử dụng những dung dịch này, như băng tinh soda này, mà các bạn xịt vào chiếc quạt, thì các bạn để khoảng 10 đến 15 phút sau thì chiếc quạt rất là sạch. Tôi sẽ bật này, tôi sẽ bật cái đèn pin này để các bạn xem ạ. Đây, đấy, cái dàn lạnh này nó sạch không ạ? Này, các bạn xem. Đây, cực sạch đúng không ạ? Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thê Bình. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vệ sinh điều hòa. Vâng. Vậy thì cách vệ sinh điều hòa làm sao cho đơn giản mà không cần phải gọi thợ? Thì cái cách này sẽ áp dụng cho mới những chiếc điều hòa mới sử dụng trong khoảng 1 đến 2 năm. Bởi vì những chiếc điều hòa của các bạn thì khi mà sử dụng nó chưa quá bẩn ấy, thì các bạn có thể sử dụng vệ sinh theo cách này của mình, thì mình thấy là nó cũng tương đối hiệu quả. Bởi vì sao? Bởi vì cái video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách vệ sinh một chiếc quạt. Thì khi mà các bạn sử dụng những dung dịch này, như băng tinh soda này, mà các bạn xịt vào chiếc quạt, thì các bạn để khoảng 10 đến 15 phút sau thì chiếc quạt rất là sạch. Vậy thì cái cách này có áp dụng cho những chiếc điều hòa của quý vị và các bạn không? Thì mình thấy là rất là tuyệt vời, bởi vì là mình đã làm rất là thực tế, sau đó mình mới chia sẻ cho quý vị và các bạn. Về cái cách pha chế thì như hôm vừa rồi, ở cái video hướng dẫn quạt thì các bạn xem cái công thức của mình vẫn là băng tinh soda. Thì các bạn sẽ múc một muỗng. Các bạn sẽ múc cho mình một muỗng băng tinh soda vừa phải này, và các bạn đổ vào. Cái này thì mình sẽ lấy một gáo nước này nhá. Bởi vì sao? Bởi vì mình đang bảo dưỡng một chiếc điều hòa thôi, một chiếc máy gọi là mặt lạnh của điều hòa. Chính vì vậy mà mình chỉ sử dụng một muỗng băng tinh soda. Và tiếp theo thì nước giấm các bạn nhá. Nước giấm này, nước giấm trắng. Nước giấm này để tẩy rửa thì các bạn cũng cho nước giấm vào hồ mình. Đấy, cho một chút nước giấm chua này vào, nó sẽ phản ứng với băng tinh soda. Và cái tạo bọt Xuân Lai này, Xuân Lai thì cái này thì mình cho nhiều một chút này. Cái video quạt vừa rồi thì mình cho 2 giọt, nhưng cái này thì mình sẽ cho quá một chút. Rồi, đây, sau đó là các bạn cũng sẽ dùng chổi lông hoặc là một cái vật dụng gì các bạn khuấy đều lên. Đây là các bạn xem này, khi mà mình khuấy đều lên thì băng tinh soda nó phản ứng này, phản ứng nó hỗn hợp giữa nước giấm, Xuân Lai, nước rửa chén, đây, nước vào cái bình xịt này. Đây, lúc này thì mình sẽ sử dụng cái bình xịt to hơn và mình sẽ đổ nước vào đây. Cái cách tôi làm để các bạn xem ạ, tôi sẽ đổ vào đây. Khi mà khuấy đều thì nó không còn cặn nhá, không còn cặn. Rồi, lúc này thì như ở cái bình của mình là 2,5 lít thì phải. 2,5 lít nước thì mình sẽ lấy một gáo nước thôi. Đây, mấy gáo nước thì lúc này nó chỉ đến đây thôi, nó chỉ đến đây thôi này. Đấy. Và bây giờ thì tôi sẽ nắp lên và các bạn sẽ cùng mình đi vào xem chiếc điều hòa, chiếc mặt lạnh của chiếc điều hòa nó sẽ bẩn như thế nào và cách mình vệ sinh ra làm sao. Mời các bạn đón xem ở video này của tôi. Vâng, và quay trở lại chiếc mặt lạnh của chiếc điều hòa nhà các bạn thì nó là như thế này. Thì trước khi các bạn vào chương trình vệ sinh thì các bạn sẽ cần ngắt cái ác tô mát của chiếc điều hòa này nhá. Các bạn sẽ tắt nó đi hộ mình nhá. Bước đầu tiên tôi sẽ tiếp cận chiếc mặt lạnh của chiếc điều hòa này. Đây, thì mặt lạnh của chiếc điều hòa này thì có dễ mở hay không? Thì rất là dễ mở. Các bạn sẽ cầm ở hai góc này, nó hai cái nẫy. Các bạn sẽ cần, đây, kéo mạnh lên. Đây, đấy, là lập tức sao? Là lập tức nó sẽ mở cái nắp này ra. Khi mà các bạn đã mở một chiếc nắp điều hòa này ra rồi thì rất là dễ dàng. Thì lúc này thì các bạn sẽ tiến gần đến và các bạn sẽ quan sát của mình. Thì ở trong cái mặt lạnh của chiếc điều hòa này, bất kỳ một chiếc điều hòa nào của hãng nào thì nó cũng sẽ có cái lưới nọc như này. Đây. Thì ở đây nó có một cái cầm này. Các bạn chỉ cần nhấc này ra này. Và các bạn sẽ rút cái này ra. Với cái này thì các bạn không cần phải xịt dung dịch nhá. Đây à, một cái này. Bên đây này, nhấc lên và kéo nó ra, đúng không ạ? Rồi, đây các bạn xem ạ,
sau khi mà mình mở cái lưới nọc này, đây, đấy, lưới nọc này, thì nó bẩn như nào ạ? Mình sẽ quay gần này, rất là nhiều bụi bẩn và đất cát đúng không ạ? Rồi, vấn đề này thì các bạn sẽ có cần phải xịt cái dung dịch mà mình vừa mới pha ra hay không? Rồi, thì cái phương pháp của mình thì cái này thì rất là đơn giản. Đây, để vệ sinh lưới nọc này thì các bạn sẽ ngâm nước của mình trước, bằng cách các bạn sẽ xả nước vào lưới nọc này. Rồi, sau khi các bạn đã xả nước ngập cái lưới nọc rồi thì các bạn sẽ quay vào, các bạn sẽ để vậy, các bạn ngâm một lúc và các bạn sẽ quay vào vệ sinh cái điều hòa. Khi mà quay vào chiếc điều hòa này thì các bạn sẽ vệ sinh tiếp theo một cái phần nào. Phần nào thì các bạn có thể xịt được và phần nào các bạn không xịt được vào nó nhá. Đây, thì tôi sẽ chỉ các bạn. Cái phần mà đây là phần nằm là dàn mát này, các bạn sẽ xịt cho mình từ đây đến đây. Còn cái phần điện này nhá thì các bạn không được xịt vào, các bạn tuyệt đối không được xịt vào phần điện này. Và các bạn sẽ xịt ở đây, xịt sạch. Các bạn xem ạ, cái dàn lạnh, cái dàn làm lạnh này á, trong quá trình lâu không sử dụng nó rất là bẩn đấy ạ. Đây này, những cái cặn này nó bẩn này, thì tí nữa cái chất dung dịch này vào nó sẽ tự động nó sẽ làm bay cái vết bẩn này. Bây giờ tôi xịt này. Đấy, nước nó chảy cái nó nhá, nước nó chảy xuống dưới thì các bạn sẽ, nước nó chảy xuống dưới thì các bạn có thể như mình này, mình lấy một cái miếng chăn hỏng này, mình đặt ở dưới để nó ngấm nước luôn. Đây, và mình xịt này. Quan trọng nhất là xịt ở cái dàn lạnh này các bạn này. Để chút nữa, khoảng 15 phút sau khi mà các bạn đi vệ sinh cái lưới nọc ấy thì cái bụi bẩn ở trong cái bình xịt này. Đấy, cái bụi bẩn này nó ngấm, để một lúc khoảng 15 phút là các bạn quay lại, các bạn xịt lại một lần nữa bằng nước sạch. Thì lúc này chiếc điều hòa nó rất là sạch. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại cái hướng nước nọc này. Thì cái quá trình mà các bạn đi vệ sinh cái đi xịt nước vệ sinh cái mặt lạnh của điều hòa ấy, thì các bạn xem ạ, mình ngâm cái nọc này. Đấy, mình ngâm mà thôi nó sạch rồi này. Đấy. Bây giờ này các bạn này, nước rất là đen bẩn. Thì các bạn sẽ đổ nó ra. Thì nhà bạn nào có bàn chải thì các bạn sẽ lấy bàn chải các bạn vệ sinh như của mình. Đây, lấy bàn chải này. Thì cái này thì mình chỉ cần xả. Đây, như cái này mình chỉ cần xả cái vòi nước này nó mạnh là nó đã tẩy ra cái lớp bụi bẩn ở đây này. Đấy, đây, các bạn xem. Các bạn xả thật mạnh thôi, xả vòi nước thật mạnh. Đấy là tự động nó tẩy rửa rồi này. Cái này như thế này. Nếu mà rất đơn giản đúng không ạ? Đây, vậy là cái tấm lưới của mình này sạch như mới luôn, không cần phải nếu mà cái vết bẩn này nó lâu ngày nó quá bẩn rồi nó cặn vào thì các bạn sẽ cần cho mình một cái bàn chải để các bạn đánh nhá. Cái này thì ai cũng biết rồi, không đơn giản. Về cái bình này thì sao? Khi mà các bạn đã sử dụng hết nước ở trong cái bình này, hết cái nước dung dịch ấy, đây, thì mình sẽ tráng qua. Bước tiếp theo mình sẽ tráng qua cái bình này đi. Để sao? Để khi mà mình xịt lại một lần nữa, mình xịt lại một lần nữa thì các bạn sẽ phải, khi các bạn xịt lại vệ sinh sạch nhá, thì các bạn sẽ sử dụng cho mình 3 đến 4 bình này để làm sao? Để các bạn sẽ tẩy rửa thật sạch chất dung dịch ở trong cái điều hòa. Và nó sẽ làm cho dần cho cái dần lạnh ấy, nó làm cho cái dần lạnh của các bạn nó phải sạch. Tại sao mình phải dùng cái nước dung dịch này? Bởi vì sao? Bởi vì các bạn không thể có cái máy áp lực, cái máy công suất lớn. Cái máy công suất lớn để các bạn xịt vào trực tiếp để nó bay cái bụi bẩn thì các bạn sẽ cần cái bình xịt và nhờ cái sức gió của cái quạt dàn nóng à dàn lạnh ấy để nó đẩy cái bụi bẩn ra. Chính vì vậy mà mình phải cần dung dịch để mình xịt nó. Rồi. Đây, mình đã chuẩn bị nước xong và sẽ lên. Đấy, xịt thử là rất mạnh đúng không ạ? Cũng rất mạnh. Đây, thì cái này các bạn sẽ phơi khô đi một chút rồi các bạn mang vào. Bây giờ thì mình sẽ quay lại
cái mặt nạnh của mình nhá. Và quay trở lại với cái mặt nạnh thì cái khoảng thời gian mà các bạn đi vệ sinh cái tấm lưới nọc ấy, cái tấm lưới nọc ấy thì nó cũng khoảng mới mất được có khoảng mình thấy là chỉ khoảng 3-4 phút thôi. Chính vì vậy mà chưa đủ thời gian 10-15 phút thì các bạn sẽ vệ sinh cho mình cái bề ngoài này trước nhá các bạn nhá. Các bạn xem ạ, khi mà cái điều hòa này nó đã ngấm dung dịch khoảng một thời gian ngắn nhá, ngắn thôi, thì các bạn xem mình chỉ lau này. Đấy, mình chỉ lau nhẹ một cái thì lập tức cái vết bẩn này nó đã sáng trưng luôn này. Đấy, nó cực sạch. Đây, các bạn xem tưởng tượng này. Ở trên này nó bẩn nhá, nhưng mà mình chỉ lau qua một cái này. Đây, lau qua một cái này thì các bạn thấy này, các bạn thấy nó có sạch không ạ? Cực sạch luôn. Này, cực sạch luôn. Chính vì vậy mà nó là một chất tẩy rửa cực tốt luôn. Mà các bạn xem trực tiếp những cái chỗ nào mà mình chưa lau nhá thì nó rất là bẩn. Đây này, mình vừa cầm cái máy quay mà và mình vừa quay để hướng dẫn các bạn, chính vì vậy mà cái thao tác của mình nó không được mượt mà cho lắm, thì các bạn thông cảm cho mình. Đây, mình sẽ vệ sinh ở cái phần này trước nhé, những cái phần ngoài này. Các bạn xem cái nắp này bẩn chưa? Đấy, đây này, đấy bẩn chưa? Thì các bạn vệ sinh nó đi nhá. Cái vệ sinh này thì ai cũng làm được rồi, đơn giản rồi. Cái bước tiếp theo này nhá, thì như anh em thợ điện lạnh thì người ta sẽ có một cái máy nén để nó xịt thật mạnh. Nhưng mà các bạn, đây cũng là một cái máy nén thủ công của các bạn. Nhưng mà nhờ cái chất tẩy rửa băng kinh soda đấy, nó đã làm cho cái bụi bẩn ở trên cái dàn lạnh này này, nó làm cho bụi bẩn ở trên dàn lạnh này nó nở ra rồi. Thì bây giờ nhiệm vụ của các bạn rất đơn giản, các bạn chỉ cần xịt vào nó là tự động nó sẽ rơi những cái bụi bẩn ra, và chút nữa các bạn bật cái điều hòa lên thì nó cái bụi bẩn còn lại nó sẽ bay hết. Bây giờ tôi sẽ xịt này. Đấy các bạn xem ạ. Cái xịt này của mình cũng tương đối mạnh nhá. Cũng tương đối mạnh chứ không bị không yếu đâu. Đây à. Đấy. Và đây là một chiếc điều hòa mà sau khi mà mình đã xịt xong, xịt nước tẩy rửa xong và xịt dung dịch xong, thì các bạn xem ạ, mình sẽ quay chi tiết để các bạn biết được nó sạch cỡ nào. Một thao tác rất đơn giản mà các bạn thấy rằng là nó vô cùng hiệu quả không ạ? Bởi vì những cái bẩn như này các bạn không thể lấy chổi các bạn lau được, mà các bạn phải cần dung dịch nhá. Đây, tôi sẽ bật này, tôi sẽ bật cái đèn pin này để các bạn xem ạ. Đây, đấy, cái dàn lạnh này nó sạch không ạ? Này, các bạn xem. Đây, cực sạch đúng không ạ? Đây, cực sạch nhá. Đây, các bạn xem, cực sạch. Sạch từng chi tiết một. Còn cái nhựa thì các bạn đã, cái nhựa ngoài các bạn nhìn thấy được không ạ? Khi mà mình đã vệ sinh nhá, mình chỉ cần lau qua một lần nó đã sạch như mới rồi. Là các bạn biết đấy. Đây à. Đấy. Vấn đề còn lại là cái gì? Các bạn sẽ lắp cái lưới nọc vào. Lắp cái lưới nọc và nọc bụi bẩn vào và các bạn sử dụng thôi. Đơn giản đúng không ạ? Cực kỳ đơn giản. Ai cũng có thể làm được. Video này thì thực ra mà nói thì nếu là anh em thợ, các bạn có điều kiện các bạn gọi anh em thợ về các bạn bảo dưỡng điều hòa thì chắc chắn là sẽ hiệu quả, cũng rất hiệu quả hơn rất là nhiều. Nhưng mà mùa nóng thế này, đôi khi các bạn là gọi anh em thợ về, anh em thợ bận thì có thể khất các bạn 2-3 ngày, cũng có thể một tuần các bạn anh em thợ mới đến, thì các bạn cảm thấy rất khó chịu. Thì các bạn sẽ vệ sinh bằng cách tạm thời này của mình nhá, mình thấy là vô cùng hiệu quả đấy ạ. Vâng, và bước cuối cùng, sau khi mà các bạn đã vệ sinh điều hòa xong thì các bạn sẽ bật điều hòa lên để làm gì? Để cho những cái bụi bẩn ở trong chiếc mặt nạnh điều hòa này nó sẽ đẩy nốt những cái bụi bẩn hoàn động ở trong cái mặt nạnh này ra ngoài. Đây các bạn xem ạ, một chiếc điều hòa sau khi mà mình vệ sinh xong nhá, nó chỉ mất khoảng 10 phút thôi. Đây ạ, là các bạn đã vệ sinh xong nó, và các bạn xem mà. Đây, cái dàn lạnh này nó tương đối là quá sạch rồi ạ, đúng không ạ? Còn cái bước cuối cùng này thì nó chỉ là vận hành thôi. Vận hành để thứ nhất là test máy. Để trong quá trình các bạn là vệ sinh thì nó có gặp sự cố gì hay không. Và đặc biệt rằng nó sẽ nhờ cái sức gió của điều hòa để nó đẩy cái bụi bẩn còn lại mà khi mà mình xịt nước nó không sạch thì nó sẽ đẩy ra ngoài. Đấy. Vậy thì cái video rất là đơn giản ngày hôm nay hướng dẫn các bạn cách vệ sinh điều hòa mà ai cũng có thể làm được. Với những chiếc điều hòa mà cái dàn lạnh này nó không đến nỗi là quá bẩn. Nếu mà có bẩn thì các bạn sẽ nhờ anh em bảo dưỡng điều hòa, người ta mang máy
và người ta có những cái vật dụng như đồ nghề chuyên dụng để người ta bảo dưỡng cho các bạn thì nó sẽ ok hơn. Nhưng mà cái cách mà mình hướng dẫn các bạn vệ sinh này thì mình nghĩ rằng ai cũng có thể làm được, và mình thấy rằng nó cũng tương đối hiệu quả, chắc chắn là hiệu quả 100%. Các bạn xem video của mình, các bạn thấy hay, tiện ích thì các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất hàng ngày. Và các bạn đừng tiếc chia sẻ những video này để mọi người cũng biết, người thân của các bạn biết, để cùng làm những cái để cùng bảo dưỡng những chiếc điều hòa nhà các bạn làm sao cho nó đơn giản mà lại hiệu quả các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.